Hello em Nguyên, mến chào cả nhà ơi. Cả nhà hôm nay em đang sẽ nấu một cái món thịt bò cuốn lá tía tô để mình nướng nha cả nhà. Rồi, ở đây là mình có thịt bò mình mới băm xong. Rồi đây là lá tía tô mình hái ngoài vườn. Còn đây là gia vị để mình nêm nếm, gồm có bột nêm, đường, củ hành đỏ, lá hành xanh, tỏi và tiêu. Đó, thì mình chuẩn bị để mình trộn thịt để mình cuốn nha cả nhà. Đây thịt mình tặng đây, thì đây mình có khoảng 1 ký thịt đó cả nhà. Mình cho khoảng 1 muỗng canh nước tương ha. Rồi. Đây là dầu mè. Mình cho khoảng nửa muỗng dầu mè thôi nha cả nhà. Đó, nửa muỗng canh dầu mè. Còn đây là những cái mình bằm sẵn hết nhà hàng được liên rồi đi mình cho vào hết luôn. Đó. Cho hết. Để mình sẽ trộn lên. Giờ mình trộn nó lên nha. Rồi cái nha. Bây giờ mình đã trộn nó đều rồi, thì mình sẽ cuốn nó lại thôi nha cả nhà. Đây. Đó, bây giờ mình sẽ cuốn lại. Đây là cái lá tía tô nè cả nhà. Đó. Mình sẽ cuốn nó lại thôi nha. Đây mình bỏ vô. Mình làm cũng vừa thôi, bự quá ăn nó ngán. Được một cuốn. Mình bỏ vô vậy để mình bẻ nó qua hai góc thôi nha. Do cái lá tía tô này nó không có tròn trịa ha, mình cuốn không ra được thấy lắm. Bẻ cái cuốn nó nhét chưa đây cả nhà. Được hai cuốn cả nhà, có cái lá này vừa bằng cái mặt em không. Đây mà sáng em là nãy đi ra em hái thấy nó tốt quá chừng quá đổi thấy mê cả nhà. Mình trồng có ít thôi à, mà ăn không có hết luôn cả nhà, nó ra lẹ lắm, mình ngắt đọt nó cái nó lên lại à. Mình quấn vô vậy rồi đây. Giờ em sẽ quấn cho nó hết cái này nha cả nhà. Cả nhà xem em đi ra vườn hái lá tía tô nghe nghe cả nhà nha. Cả nhà bây giờ mình hái mấy cái lá tía tô này mình vô mình cuốn nha cả nhà, cuốn thịt bò. Lấy cái lá bự này mình cuốn. Bò cuốn lá tía tô đây cả nhà. Mình qua đằng kia mình hái thêm.
chưa nắng cả nhà ơi. Đây, mình qua cái nếp này mình hái mấy cái lá bự này mình cuốn nha cả nhà. Nên mình không cần cắt dao đâu, mình hái mấy cái lá thôi, lá bự thôi. Đây, hái. Giờ này mà gái cái gì em trai. Tốt ghê. Trồng như đây mà ăn đâu có hết đâu cả nhà mình. Đó. Thấy mấy cái lá bự này nè. Non ghê. Đó. Tóc xanh mướt hà. Rồi, mình thấy như đây chắc đủ rồi cả nhà. Chính cứ mớ mười mấy cuốn, 20 cuốn là đủ rồi cả nhà. Đây. Giờ mình đi vô cả nhà ơi. Nắng quá. Cuốn này cuối cùng bự. Mẹ cuốn này nhét vô. Nhấn cái đầu nó vô như vậy. Cuối cùng mình làm xong. Đây. Rồi xong rồi cả nhà. Mình được một dĩa. Đây. Cả nhà đây. Nhà thấy không? Bây giờ mình chờ mình nướng áp chảo nha cả nhà. Đó, đây. Nướng bơ. Rồi nổ dữ quá cả nhà. Nên mình làm cái món bò với lá tía tô để theo lời yêu cầu của chị Ngọc Anh. Ủa chị Anh. Đó. Làm cái món này nó có chịu được cái chị đó nè. Đây là bò với lá tía tô cả nhà. Mình nấu bò với lá tía tô không nha. Bây giờ cái lá lốt mình nướng lá tía tô. Giờ có cái lá mình nướng lá đó. Đi về với chua. Thấy gì về với chua. Đúng không? Ừ. Đánh nhau. Còn cái cháu. Anh muốn ăn mắm đi thôi, anh muốn ăn nước mắm. Chắc là mắm đi quá. Đi về, mình đã lắm rồi. Tìm là không có cái gì. Còn lấy cá tôm. Này thấy mắm này nó tẩu quá tẩu quá. Tiêu chuẩn tiêu chuẩn làm mắm rất ơi mắm tép này. Mắm tép ngon ha anh hai. Mắm tép tẩu là ngon. Bảy làm cũng ngon mà. Thôi, bảy cứ làm đi thôi. Bảy biết nhậu như làm cái gì? Nhớ hình như biết á. Nhớ cái này biết tẩu bốc làm. Bắt chuyên làm mấy cái đó. Rồi. Rồi, mời cả nhà.
Dạ. Đây nó cũng chín rồi nha. Nó chín rồi. Chắc chín rồi ha. Nó teo rồi. Nó bự như nó teo. Ngon. Dạ bây giờ nha. Ngủ 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 nhậu online kìa. Gửi đi, nhậu online. Lột, lột, lột. Người ba, người má, người cha, người mẹ, người cả nhà, người tất cả bà con thôi đó mình dùng thịt bò với lại lá tía tô đi qua mình chơi bò, lá tía tô áp chảo vậy nè. Mình chơi được tía tô biết là tía tô hai lô over there biết tía tô tên gì tía tô là tía tô biết tía tô tên gì hầu một đây bánh với mắm này nè, bánh mắm đi nha cả nhà. Muốn chiếc bánh luôn gì? Chú chát nữa nè, hôm nay có chú chát nữa nè. Chú này chú cũng bể đó anh. Đó nữa nè. Con gái ăn cả nhà. Nhà xong nè. Rau má rồi con tự má. Ba đồng má này nó non để ra mình hái vô để nó già ủ non thì mình ăn nó ngon rồi. Vô ăn liền. Ừ, nó già nó ăn nó bánh còn có ba này ủ công trời ba mẹ trai ừ khi tầm nó hết rau cái gì đó lấy gì ăn đi nó ủ nó cái nhà để nó xanh xanh cho nó đẹp. Đẹp cuối cùng nó ăn lại ăn còn đồ già thôi không được chỉ cô vậy. Nói cũng lẹ luôn lắm anh. Tại vì mời con Ngọc Ánh nè. Ngọc Ánh mới mời cô ăn liền nè. Muốn nào con cũng yêu quý cô á nha cô. Đó, cô là number one á. Con có ăn liền cô à. Thịt bò làm gì đúng không? Ừ, làm gì? Ừ. Có khi là anh giữa. Giữa. Giữa kiểm ra. Giữa. Ông bơ. Chả tự nhiên bắt lên cổ nói cho nó sâu vậy đó. Mình chỉ chế dầu gì đó. Nói vậy. Giờ là lắm cảm rồi. Những cầm ăn mà muốn ám sát đầu nghe không này căng dữ. Ủa có biết em tắt chưa mà thằng sao hoài anh? Ủa nóng luôn, đắp bồ luôn rồi. Tầm đắp không? Em tắt rồi. Tắt bồ khỉ khô á. Điếm hả? Quá hết da luôn, tắt gì luôn. Cái này em tắt lại mà. Để lỗi rồi. Đó thấy không, đi già rồi đó các bạn ơi. Mình già rồi các bạn ơi. Chị nói, chị ngọt quá chị buồn. Sắp chỉ mới 17 tuổi thôi. Ngọc Ánh Bình Dương. Còn Ánh Bến Tre là lớn tuổi hơn hơn em. Em ta biết nè. Như nước chấm. Sao cứ co cũng không co. Ủa vậy hả? Mẹ tưởng sao cha không dám ăn. Trời ơi, thay đổi hồi nào vậy? Người ta ăn lắm, người ta ăn cái co rồi nó múc toàn cái nước. Chết một lần anh không ăn, bây giờ anh đổi ý em đâu có hay. Vụ này cũng căng nữa là chồng tôi đổi ý rồi. Lộ ơi, chồng của mình đổi ý rồi. Thấy người ta ăn mắm mà nó bay mùi qua tới đây đó. Đắp, mắm phóng vậy á. Hồi xưa không biết ăn con mắm, giờ mới ăn con mắm luôn. Thấy ghê. Ý. Ừ, cái lá này non ăn nó ngon á, ăn nó không đắng gì hết. Ngon. Ừ.
Ba má ăn với con này, ba mẹ chai ăn là chai lượng thịt, chai cái giò chai hay đau, chai nước thẳng ăn được bò nhiều. Hai cũng đau nó khổ quá nè. Chai yếu, chân chai yếu. Cái lúc khổ thì cũng có cái gì để ăn, lúc được ăn nó bắt đầu đau rồi cũng có cái mang. Em hồi đi em mới gặp em cẩn thận nha, trơn nha. Em đi bước thấy trơn á, dầu nó bay á, cẩn thận để em té á. Trăng hay mời trăng, nãy giờ quên mời trăng nữa thôi. Có là mình nhậu nhậu rồi cũng mời tăng thằng ấy, mời cả nhà mình hết nghe anh mời, cũng mời cả nhà là được rồi. Hôm nay cái người nhà anh đi đổ ở Canada nè, mời dân lên nè, nói chung là biết ai ra thì ghé đây ok, cũng bi của mình thôi, mình có người mình muốn ghé với ai. Mà con ơi, bữa nào trăng ăn trăng cũng mời mình tung ra để cho vui nha bà con, con nhớ cái đâu mời cái đó cho vui vậy thôi, chứ còn ở xa quá ai ăn đâu đó sao được, mình phải mời cho vui vậy đó. Cho không khí nó sơm tụ lên chút. Nước chát này chấm mắm cũng ngon mà. Em người miền Nam nói là ý vợ em là mời lơi á nữa nha. Không có tâm. Mời lơi, sao quá mà. Chứ mà thì cũng lâu ăn được đâu. Đúng không? Lớn đủ rồi phải có chút gà chút thịt tận cho bớt già. Nó điểm nhân ha. Thịt bò giống như vợ em mặc giống như cái bánh bao chèo vậy, có bao giờ thấy già đâu cả nhà, giống như nít vậy. Bánh bao chèo, bánh bao ế đó hả? Mày còn có ế nữa, bánh bao bánh bao buổi sáng còn được đi, bánh bao chiều là bánh bao ế nó chày bài luôn rồi, còn không gì đâu nữa. Sâu mặt bẹp lớn mũi sệt là em rồi. Em nói em lỗ mũi em sệt cô mày. Thường xưa cô nói cũng đồn mẹ em lỗ mũi đẹp hồi nhỏ rồi, bởi vậy hồi nhỏ nói gì là nghiêng nhớ nó giờ luôn á. Rồi, thôi, mình không có đâu nữa, nghe cả nhà. Mình chờ con gái ra, mình ăn tiếp. Cả nhà ơi, hôm nay mình ăn vô đó là tâm sự cả nhà chút xíu. Cái món này đó là làm theo yêu cầu của chị Ánh, con nhà Đông Bến Tre. Đây chị, em chờ mình nè. Nãy giờ mời chị ăn rồi, có mời chị ăn ta có rồi nha. Bây giờ nãy giờ chưa mời em, khó, khó nữa. Mời chị luôn, ok. Rồi chứ nói chung là cây nhà ở thì có ăn không hết nha. Cái gì thịt bò thì mua, còn như là cửa nhà hết á cả nhà. Cảm ơn cả nhà đã xem em làm bò cuốn lá tía tô, ngon lắm cả nhà. Cái mùi vị nó đặc biệt hơn. Nói chung là nó có cái mùi riêng của cái lá tí tô trong cái mùi của lá lốt, lá lốt thì riêng, mỗi cái mùi nó khác nhau, nhưng mà nói chung cũng ngon. Ngon. Mà lá này thì ăn cũng tốt cho sức khỏe thì cũng ok. Cân bằng sĩ số, thịt bò nổi gao, cái này tị xuống hết gao, và què. Nó què ra què. Rồi cảm ơn cả nhà, mình chúc cả nhà vui vẻ, mình em bên gia đình và người thân. Cả nhà thương em, cho em một like, một chia sẻ, một comment. Giống như người bạn em nghe bạn em nói là coi video nó hay thì bấm cho em like. Em nghe lụt qua em nói vậy thì học theo. Cái em nhà quê lắm mà không có hiểu. Không, hay không hay cũng bấm like nữa. Ép mà. Trời kỳ quá. Trời này em làm không có hay nhưng mà dễ thương. Đó. Dễ thương thôi, không có hay lắm đâu. Nhưng mà em sẽ học hỏi thêm nhiều. Rồi vậy thôi. Chứ không trong vợ của em mà không dễ thương mới lạ. Cũng dễ thương mà thương cũng dễ thì em khó à. Đó. Hello ha. Túi. Nói lâu quá em ăn tiếp. Bye bye cả nhà. Please give me a like and share and subscribe everyone. Thank you. Bye.